chúng ta sẽ ôn lại về lý thuyết amin. Đấy, học hóa từ bản chất chống sang ngu amin. Nó nhắc lại một chút nhỉ. Amin có những đặc điểm gì cần nhớ? Amin có những đặc điểm gì cần nhớ? Amin. Thứ nhất, quan trọng nhất của nó đó là phân loại. Chúng ta hay bị hỏi về những câu hỏi phân loại. Đúng không ạ? Mình có amin bậc 1. Amin bậc 1 thì có dạng là RNH2. Amin bậc 2 thì có dạng là R1NH2. Amin bậc 3 thì nó có dạng là R1N R2 và R3. Ok. Thầy chào Trọng Tùng, thầy chào Quốc Đạt, thầy chào Nguyễn Vi, thầy chào Tuấn Khải, chào tất cả các bạn và các em. Đấy, thế thì mình sẽ có là tất cả những anh amin nào mà nó có dạng là có những cái nhóm chức NH2 thì nó là amin bậc 1. Nó có nhóm chức NH thì nó là amin bậc 2. Và nó có nhóm chức N thì nó là amin bậc 3. Nhá, các bạn nắm được nhá, các bạn nắm được chưa? Tiếp tục ạ. Đấy là xong về phần phân loại. Sang thứ hai là mình có phần tính chất vật lý. Tính chất vật lý của amin. Nhá. Tính chất vật lý. Ôi sao lớp mình lại có bạn là tên bất lực vậy? Tên này thế. Bất lực về học hành hay là bất lực về những chuyện khác em? Tính chất vật lý ạ. Thì quan trọng bậc nhất là các em nhớ có thể là anh metinamin. Cái này hay hỏi nhiều nhất nhá. Etinamin. Thầy chỉ nhắc những cái hay hỏi nhiều nhất thôi. Và dimetin. Etinamin. Dimetin amin và trimetinamin. Thì các amin này tồn tại ở điều kiện thường đều là thể khí và mùi khai. Thể khí và mùi khai vậy là nó tương tự như thể khí và mùi khai vậy là nó sẽ tương tự như anh nào ạ? Nó sẽ tương tự nhanh ở bạn. Nhá. Đấy đặc trưng. Và dĩ nhiên là amin của chúng ta nó sẽ là những cái hợp chất mà nó có tính diện độc. Đúng không ạ? Và dĩ nhiên là những cái anh mà CH3NH2, CH5NH2, CH3NH, CH3 và CH3 3 lần N thì tất cả chúng nó thì đều có khả năng tan tốt trong nước. Thì các bạn lưu ý nha. Ok chưa? Về mặt tính chất hóa học ạ. Về mặt tính chất hóa học thì tính chất đặc trưng nhất của anh amin đấy là tính ba dơ yếu. Nó làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh, đấy chưa, làm phenol phthalein chuyển hồng, đấy chưa, tác dụng với axit tạo thành muối và tác dụng với dung dịch muối. Tác dụng với dung dịch muối có hai khả năng là nó sẽ tạo thành kết tủa hoặc tạo thành kết tủa rồi dung dịch tan. Thế nó tạo thành kết tủa rồi dung dịch tan thì đối lại với những cái anh ion như là Cu2+, bạc cộng và Zn2+ có khả năng tạo phức về NH3. Còn lại tất cả những anh ca chiêu kim loại mà có hydroxit kết tủa thì nó sẽ tạo thành chất kết tủa. Đấy là những cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra có một tính chất đặc trưng nữa của bọn amin mà chúng ta cần nắm được. Một anh amin cực kỳ quan trọng. Các bạn có biết là anh amin nào không? Một anh amin nào mà cực kỳ quan trọng mà chúng ta hay bị nhầm lẫn và chúng ta hay bị sai rất nhiều. Nào các bạn thử comment cho thầy xem nào. Thầy đang muốn nói đến anh amin nào mà nó quan trọng kinh khủng như thế. Anh amin nào mà nó cực kỳ quan trọng, chúng ta gặp cực kỳ nhiều trong tất cả các bài kiểm tra cũng như là trong tất cả các bài thi mà chúng ta lại rất hay bị nhầm với cái anh amin đấy cơ. Anh nào nhỉ? Anh amin nào? Anh nào mà khiến chúng ta hay bị nhầm vậy? Các bạn có nhớ không? Chắc các bạn quên hết rồi, không nhớ. Ôi, thầy chào bạn Phạm Linh Nhi nhá. Thầy chào bất lực. Ủa, anh em quên hết à?
thật thật. Thế thì thầy nói nhé, thầy tiết lộ nhé, cái anh amin mà quan trọng bậc nhất ấy, cái anh amin quan trọng bậc nhất đó là anh anilin. Anh này cực kỳ hay bị hỏi. Thế giờ thầy đố các em biết này, anilin làm quỳ tím chuyển màu gì? Anilin làm quỳ tím chuyển màu gì? Anilin, đúng rồi, chính xác, bạn Kiều Thị Diệu My nói chuẩn đây này. Anilin rất tốt em. Anilin làm quỳ tím chuyển thành màu gì ạ? Anilin làm quỳ tím chuyển thành màu gì? Các bạn thử 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 nghiên cứu xem nào. Anilin làm quỳ tím chuyển màu gì? Càng ấy. Làm quỳ tím chuyển màu gì? Anilin không làm quỳ chuyển màu nhá, các bạn nhớ nhá. Anilin không làm quỳ chuyển màu. Được chưa ạ? Anilin không làm quỳ tím chuyển màu. Không chuyển màu. Và có một cái câu mà thầy đăng lên ở trên fanpage mà rất nhiều bạn trả lời sai nhá. Cái câu này của thầy, thầy cho là anilin là chất gì ạ? Ít tan trong nước. Thì các bạn lại chọn nó sai. Thực ra về mặt bản chất, anilin là một chất tan tốt trong nước. Đúng không? Vẫn sai. Nó là một chất tan ít trong nước, chứ không phải là không tan nhá, cũng không phải là tan tốt nhá. Nó là một chất ít tan trong nước. Được chưa? Thứ hai là nó tác dụng với lại dung dịch brom tạo thành kết tủa màu trắng. Và cái điều này thì nó tương đương với là nó làm mất màu dung dịch brom. Được chưa? Mất màu dung dịch brom. Các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Đấy, thì đây trên này là những cái phần cực kỳ quan trọng về amin mà thầy muốn các bạn nắm được làm trọng tâm trước khi chúng ta vào những cái câu hỏi ở phía dưới này. À, bây giờ thì để cho chúng ta nhớ về vật lý thuyết hơn và mình học tốt hơn thì thầy sẽ có 15 câu trắc nghiệm lý thuyết kết hợp cả mỗi một vài dạng bài tập quan trọng. Và các bạn để mà chúng ta cùng có thể luyện tập được với nhau. Thì các bạn cùng comment đáp án xuống phía dưới nhá, để thầy biết được rằng là các bạn bị sai ở đâu, để thầy có thể nói sâu hơn và nói trọng tâm hơn dành cho tất cả bạn và các em. Ok, get go, bắt đầu. Câu số 1 ạ. Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1 nhá. Các bạn thử comment xem gọi tên hợp chất của công thức sau. Thầy vẽ cái này ra nhé. Cái anh này rất quan trọng. Anh này nó là một trong hai anh thành phần chính trong quá trình mà thực hiện phản ứng trùng ngưng anh ni lông 6,6. Đấy, một trong hai anh quan trọng trong việc trùng ngưng anh ni lông 6,6 các bạn. Rất quan trọng nha, các em không trốn được anh này đâu. Đây là một chất cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hay thi. Thầy gợi ý này, thầy gợi ý nhá, thầy gợi ý các bạn cùng nhìn này. Thứ nhất, cái nhóm CH2 này tên là gì? Thứ hai là có mấy nhóm NH2, đúng không ạ? Đấy, thế bạn nhìn nhá. Ok, thầy nhìn thấy bạn Đặng Quang Hiển làm đúng rồi đấy này. Cái nhóm CH2 này, các bạn nhìn kỹ này, nhóm CH2 này thì tên của nó là nhóm metilen. Được chưa? Hai nhóm NH2 thì nó phải là đi. Nhóm NH2 tên nó là amin. Có mấy nhóm CH2 đấy ạ? 6 nhóm, vậy nó phải là hexa. Vậy tên chuẩn là hexametilen diamin. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Ok chưa? Ok chưa? Và nhớ phải nhớ tên anh này nhá, để mình còn làm về cái phần tơn ni lông 6,6. Ok. Tiếp tục ạ. Câu số 2. Câu số 2 là một câu cực kỳ dễ lừa. Một trong số những câu mà top, những câu mà khiến cho học sinh dễ bị ăn lừa phỉnh nhất, đó là câu số 2. Nào, anh em cũng thử làm xem câu số 2 đáp án gì ạ? Câu số 2 của thầy nhá. Đáp án gì nhá? Câu số 2. A là một đồng đẳng của anilin. Thế thì mình phải nắm lại
cái chỗ này là cái phần kiến thức mà các bạn hay bị nhầm lẫn và hay bị sai hiểu nhất. Bởi vì là các bạn bị học nó không có chắc về đồng đẳng. Định nghĩa của đồng đẳng nó là các hợp chất mà có cấu trúc tương đồng nhau và hơn kém nhau một hay nhiều nhóm Z2. Đúng không? Thì thường thì các bạn chỉ để ý đến là hơn kém nhau một hay nhiều nhóm Z2 mà các bạn quên mất một cái câu nó rất quan trọng, đấy là cấu trúc tương đồng nhau. Thế thì bây giờ A là một đồng đẳng của anilin, vậy mình phải viết được anh anilin ạ. Anilin. Và anh anilin này nó có cấu trúc gì? Là nhóm NH2. Đặc biệt của nó là nhóm NH2 đính vào vòng benzen. Vậy ở đây khi đề bài muốn nói đến nó là đồng đẳng của anilin thì tương đương với việc là nhóm NH2 cũng phải đính vào vòng benzen. Ok chưa các bạn ơi? Các bạn hiểu chỗ này không ạ? Thế thì bây giờ câu chuyện ta nó đơn giản lắm. Có công thức phân tử là C7H9N, vậy mình vẽ ra này, có vòng benzen này. Đúng không ạ? Có một nhóm NH2 này đính vào vòng này. Thế thì bây giờ mình nhìn thấy là nó phải là C7H9 cơ. Đúng không? Nó phải là C7H9. Thế thì khi mà đề bài cho là C7H9 thì nó còn một carbon nữa thì đó là một nhóm CH3. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nhóm CH3 chạy. Được chưa? Cho CH3 chạy trên vòng benzen. Thì mình có này, anh này là có trục đối xứng. Hoặc C3 cắm vào đây là vị trí số 1, cắm đây vị trí số 2, cắm đây vị trí số 3. Cắm vào đây đối xứng là vị trí số 2, cắm vào đây đối xứng là vị trí số 1. Đúng không ạ? Vậy suy ra nó không phải có 1, nó không phải có 4 và nó cũng chẳng phải có 5. Mà đáp án đúng của nó là có 3. Ok chưa? Nhiều bạn chọn B4 là các bạn bị sai, bởi vì là các bạn cho anh này cái gì? Các bạn cho anh này cái gì? Đây cái gì? Anh ấy đâu phải là đồng đẳng của anilin. Đúng không ạ? Cái chất này này nó là gì? Nó không được gọi là đồng đẳng anilin mà nó là nhóm N2 đính vào carbon no, chứ không phải đính vào carbon thơm. Nên anh này không thể là đồng đẳng của anilin được, và đồng đẳng anilin bắt buộc phải là nhóm N2 đính vào vòng thơm cơ. Và đây thì chỉnh cho chúng ta những cái lỗi mà chúng ta hay sai bị nhiều nhất. Ok, các bạn thấy hay không ạ? Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ thầy nhá, bằng cách chia sẻ lại buổi học này và tag cho thầy tất cả các bạn của em vào đây nhá. Câu rất là hay và rất rất nhiều bạn sai ở cái câu này. Ok chưa? Các bạn đã nắm được chưa? Sang câu 3. Một câu mà muốn giải được nhanh bắt buộc phải sử dụng skill giải đồng phân cực nhanh của thầy. Câu số 3. Cho biết số amin bậc 2 của C5H13N. Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay đã biết được tất cả các chiêu đồng phân của thầy, giơ tay đi. Bao nhiêu bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay biết được skill tìm đồng phân của thầy ạ? Giơ tay để nhìn nghe chưa? Nếu mà biết rồi thì bảo là biết, còn nếu mà chưa biết thì hôm nay thầy hướng dẫn thôi. Không có gì sợ sệt cả. Sẵn sàng chưa? Thế thì ở đây nhá. Amin bậc 2 là nó phải có dạng là R1 NH R2. Đúng không ạ? Và bởi vì nó phải có dạng là R1 NH R2 nên mình sẽ có là R1 cộng R2 bằng mấy carbon. Thì mình nhìn nhá, R1 cộng 2 bằng 5 carbon. Ok chưa? R1 cộng R2 bằng 5 carbon. Trong này mình lưu ý rằng là số carbon của R1 phải lớn hơn 1, lớn bằng 1. Carbon của R2 phải lớn bằng 1. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có phân tích tình trạng các số hạng. 1 cộng 4, 2 cộng 3. Không được đảo ngược lại. Và bây giờ câu chuyện rất đơn giản khi mà chúng ta cần đọc tuyệt chiêu của thầy Minh. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Vậy ở đây mình có này, 3 mình có 2 này, 4 mình có 4 này, 1 mình có 1, 2 mình có 1. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6. Đúng không ạ? Vậy suy ra số đồng phân amin bậc 2 của C5H13N là 6 đồng phân. Và những bạn nào nắm được skill này của thầy thì chúng ta nhẩm vèo phát là ra 6 đồng phân. Mình có 1 cộng 4 có 4,
2 cộng 3 có 2, 4 cộng 2 bằng 6, chọn luôn 6. Các bạn thấy kinh dị chưa? Kinh dị chưa? Ok, Văn Đức, Văn Đức làm rất là chính xác, rất là tốt, thầy Tuyên Dương và Văn Đức nha. Sang câu số 4. Thế thì những bạn nào mà chưa sở hữu được skill đồng phân này của thầy thì vui lòng tẹo nữa thôi, inbox cho fanpage để fanpage gửi cho em chọn bộ link về đồng phân. Ok nha. Câu số 4 á. Câu số 4. Hãy sắp xếp các tính chất sau đây theo trật tự tăng dần tính 3 giờ. Thì cái câu hỏi về trật tự tăng dần tính 3 giờ ấy, nó là một trong số những câu hỏi lâu nay không thi, nhưng nó lại rất hay có ở bên trong những cái đề kiểm tra ở trên lớp, hay là những cái bài, hay là những cái bài kiểm tra 15 phút đến một tiết của các em. Chính vì vậy nên thầy lại đưa nó lại vào đây để cho các bạn và các em có thể nắm vững lại được nha. Thế thì để làm được bọn này, chúng ta có một số cái nguyên tắc như sau cho dễ làm này. Thứ nhất, nắm được một vài cái mẹo này là mình chinh phục được hết. Thứ nhất nha, admin bậc 2 thì luôn lớn hơn admin bậc 1 tính 3 giờ. Điều này có nghĩa là 3 luôn lớn hơn 2. Được chưa? Vậy mình nhìn này, 3 luôn lớn hơn 2 thỏa mãn, 3 luôn lớn hơn 2 thỏa mãn, 2 lớn 3 sai chưa? 2 lớn 3 sai này, 3 luôn lớn hơn 2 thỏa mãn này. Đây là xong nhá, xong cái bậc 2 luôn lớn bậc 1 nhá, vậy mình loại một thằng. Thứ hai là bậc 2 thì chắc chắn phải nhỏ hơn AH, bởi vì AH là 3 giờ mạnh nhất. Ok chưa? Có nghĩa là gì? 4 phải lớn hơn 3. Đây mình thấy đây, 4 lớn hơn 3 thỏa mãn, 4 lớn hơn 3 thỏa mãn, 4 lớn hơn 3 thỏa mãn. Ok nhá. NH3, các em lưu ý thì NH3, NH3 thì lúc nào cũng phải yếu hơn CH3 NH2. Và bởi vì nó yếu hơn CH3 NH2 nên chắc chắn nó yếu hơn CH5 NH2. Được chưa? Vậy suy ra là 5 phải yếu hơn 2. Được chưa? 5 yếu hơn 2 thỏa mãn. 5 lớn hơn 2 sai chưa? Nhìn này, 5 lớn hơn 2 sai này. 5 lớn hơn 2 thỏa mãn. À đó, 5 lớn hơn 2 sai nốt. Được chưa? Vậy bây giờ mình lắp ghép rất là dễ thôi. 1 nhỏ nhất, sau đến 5, rồi đến 2, rồi đến 3, rồi đến 4. Ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta ở câu này nó là đáp án A. Đáp án A các em nhé. Rất rất dễ. Câu số 5 ạ. Câu số 5 này thì đôi khi các bạn nhìn thấy câu số 5 này thì các bạn thấy rằng là nó khá là khó, và nó yêu cầu phần kiến thức học thuộc rất rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng thực ra để làm câu số 5 chúng ta không cần phải học thuộc. Chúng ta không phải học thuộc một tí tẹo nào luôn. Các bạn quan sát nha. Thầy dạy chúng ta cách làm thông minh nhất. Bây giờ chúng ta quan sát này. Trong ba anh X, Y, Z, T, chúng ta nhìn thấy sẽ có một anh duy nhất mà có pH nhỏ hơn 7, đó là anh X. Đúng không ạ? Anh X là anh duy nhất mà có pH nhỏ hơn 7. Vậy X mà pH nhỏ hơn 7 thì suy ra X bắt buộc nó phải có tính axit. Vậy trong hội này thì những anh nào có tính axit? Anh này 3 giờ, anh này 3 giờ, anh này 3 giờ, vậy chỉ có anh phenol là có tính axit. Vậy X bắt buộc phải là phenol. Và phenol là C6H5OH. Vậy Y là C6H5OH sai, X là NH3 sai. Loại hai thằng nhá. Bây giờ mình nhìn giữa Y và Z thì mình thấy rằng cái anh Z này này là anh có pH lớn nhất, tương đương với tính 3 giờ phải mạnh nhất. Thế trong tất cả những chất này thì anh nào có tính 3 giờ mạnh nhất? CH3NH2 chắc chắn mạnh hơn NH3 và chắc chắn mạnh hơn anilin. Vậy suy ra CH3NH2 là có tính 3 giờ mạnh nhất. Có tính 3 giờ mạnh nhất. Đúng không ạ? Và bởi vì CH3NH2 có tính 3 giờ mạnh nhất nên nó phải làm sao? Nó chính là anh Z. Vậy Z là CH3NH2. Đúng không ạ? Vậy loại đáp án C, CH3NH2. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ Z là CH3NH2. Câu số 6 á, anh em tự chọn xem nào. Câu số 6 này là câu trong đề thi minh họa năm 2017 lần 1. Phát biểu nào sau đây là
Đúng. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Một cái câu về phần lý thuyết rất hay. Từ năm 2017. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Đúng hay sai? Sai lè luôn. Nhưng mà nếu các em không nắm được anilin không làm đổi màu quỳ thì chỗ này các em chọn đúng đúng không? Đấy. À sai. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan trong nước, sai. Anilin ít tan trong nước. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch HCl. Chính xác. Tại vì thế này này, anilin ít tan trong nước. Và bởi vì anilin ít tan trong nước nên khi chúng ta đổ nước vào thì không thể rửa sạch ống nghiệm chứa anilin. Chính vì vậy nên phải sử dụng dung dịch HCl do anh anilin C6H5NH2 nó tác dụng với HCl để nó tạo thành là C6H5NH3Cl. Và cái muối này tan trong dung dịch. Và bởi vì cái muối này tan trong dung dịch nên khi mà cho HCl vào thì nó tạo thành anh muối này và chúng ta cho nước vào chúng ta có thể rửa sạch được. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin thì có thể dùng dung dịch HCl. C. Dễ đúng không các em? Câu số 7, một trong số những câu mà các bạn kinh nhất. Đây là câu mà đếm. Đúng không ạ? Đếm lý thuyết. Và thường thì các bạn luôn luôn sợ những cái câu đếm lý thuyết này. Chúng ta cùng trả lời cùng thầy nhá. Xem cái nào đúng, cái nào sai và cùng nghe những cái lời phân tích của thầy để ta nắm được chắc kiến thức hơn. Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COH thì có xảy ra phản ứng hay không? Câu trả lời của thầy là có. Do anh CH3COH có tính axit. Anh CH3NH2 có tính bazơ. Nên khi sục chúng nó vào nhau thì nó sẽ tạo thành phản ứng CH3COOH3NCH3. Có xảy ra phản ứng. A có. B. Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2S4 loãng. Đun nóng tinh bột. Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2S4 loãng thì nó sẽ xảy ra phản ứng là phản ứng thủy phân. Các em nhé. Nó xảy ra phản ứng thủy phân nên là có. Sục khí hydro vào nồi kín chứa triolin đun nóng. Thì triolin của chúng ta nó là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Thì khi mà mình sục cái khí hydro vào ấy, khi mà mình sục cái khí hydro vào, đúng không ạ? Thì cái liên kết PCC ở bên trong cái anh C17H33 này nó sẽ tác dụng đây để tạo thành C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Vậy là có xảy ra phản ứng nhá. D. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, chắc chắn rồi. Thầy vừa mới nhắc ở phần lý thuyết bên trên là nó sẽ tạo thành gì ạ? Kết tủa màu trắng nhá. Nó tạo thành kết tủa màu trắng. Ok chưa? Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. Thì mình có là với cái dung dịch axit glutamic ấy, thì trong axit glutamic có một nhóm NH2 và hai nhóm COH. Và cái nhóm NH2 này nó tác dụng HCl. Nên chắc chắn 100% là sẽ ra phản ứng. Được chưa? Và cái cuối cùng, cho dung dịch methyl format HCOO CH3 vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. Thì các bạn lưu ý cho thầy rằng là tất cả các anh mà có đầu HCO R vậy thì nó đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng để tạo thành kết tủa bạc. Đấy là đặc điểm nhận diện. Vậy F cũng có xảy ra phản ứng. Vậy suy ra số thí nghiệm xảy ra phản ứng của chúng ta là tất cả các thí nghiệm trên thì nó đều xảy ra phản ứng. Đúng không ạ? A, B, C, D, E, F tổng cộng mình có mấy? 6 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án C các bạn nha. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án C ạ. Ôi trời ơi, câu số 8. Nhìn câu số 8 là đã run rồi. Câu số 8 được thầy trích ra ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Ở câu số 8 này đề bài cho ông ta là các chất X, Y, Z, T, Q. Và đề bài hỏi chúng ta là các chất X, Y, Z, T, Q này là những chất nào? Các bạn hãy chọn đáp án xem là những chất này là thuộc những chất nào.
XYZTQ ạ. Thuộc những chất nào? Đây chúng ta cùng quan sát nha. Quỳ tím thì vào chất X không đổi màu, Y không đổi màu, Z không đổi màu, T không đổi màu và Q không đổi màu. Đúng không ạ? Thế thì tất cả bọn này đều thỏa mãn. Thế bây giờ mình kiểu dọc đi. Chất X và quỳ tím không đổi màu này, không có cái tủa bạc này, mình nhìn nhá. Glycerol không làm quỳ tím đổi màu, không có cái tủa bạc. Nhưng fructose là có cái tủa bạc nên loại đáp án D. CH2 lần lắc nhẹ, CH2 lần không tan, vậy không có nhóm mắt đa kè. Loại A, glycerol làm tan trong dịch CH2 lần. Nước brom kết tủa trắng thì cả phenol và cả anilin đều thỏa mãn. Cả phenol và cả anilin đều được. Rồi mình sang đến cái Y. Chất Y chất thứ hai. Hai này trùng nhau đều là glucose rồi nên không quan trọng nữa, không quan tâm nữa. Đúng không ạ? Tiếp tục này. B và C đều là glycerol ở chất Z nên cũng không để ý nữa. Và khác nhau này, khác nhau ở chất T. Đài T, ethanol không đổi màu quỳ tím, không tác dụng AgNO3 trong lần 3, không tác dụng với CH2 lần, không có kết tủa nước brom chính xác. Anhydride formic có kết tủa bạc chứ. Đúng không? Vậy ý C sai và đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. B bỏ nhá, rất dễ. Câu số 9 ạ. Một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Câu số 9. Một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Cho các phát biểu sau. Nhìn thấy câu này là kinh nhỉ. Nhưng mà thực ra các em ạ, khi mà chúng ta học lý thuyết ấy, chúng ta cần phải nắm được bản chất. Và khi chúng ta nắm được bản chất rồi thì tất cả những câu lý thuyết dù dễ hay dù khó thì nó đều nằm ở trong lòng bàn tay của tất cả các bạn các em. Thế thì cái quá trình mà chúng ta học ấy thì không phải là khi mà chúng ta học một phát là chúng ta đã nhớ được lý thuyết luôn, mà chúng ta học là cả một quá trình. Thì trong quá trình học ấy, chúng ta liên tục phải làm bài tập, liên tục chúng ta phải làm sai và chúng ta sửa sai. Quan trọng nhất là chúng ta làm sai và chúng ta biết sai ở đâu để chúng ta xử lý được. Được chưa? Thế nhá. Bạn nào mà muốn nhận file PDF kèm giải chi tiết thì nhớ là share và tag 3 bạn vào trong buổi livestream ngày hôm nay thì các bạn sẽ được gửi qua inbox nhá. Đây là một phần quà đặc biệt mà thì dành cho tất cả các bạn và các em trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Chỉ cần share và tag đúng 3 bạn vào trong buổi livestream ngày hôm nay thì thầy sẽ gửi qua inbox cho các em bộ tài liệu giải chi tiết cái đề ngày hôm nay. Ok không ạ? Câu số 9 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn bên này. Phản ứng thế vào vòng thơm. Phản ứng thế vào vòng thơm của anilin dễ hơn bên này. Xem có đúng nhá. Anilin là gì? Đây. Nó có nhóm NH2. Còn benzen không có nhóm NH2. Thế thì dẫn đến một điều thế nào ạ? Là anh anilin này nó có nhóm thế NH2. Nhóm thế NH2 là nhóm thế no, như mình học hồi lớp 11 và đa số các bạn quên rồi. Do anilin là nhóm thế no nên khi nó no ấy, thì nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí ốc thu và para, và việc phản ứng thế xảy ra rõ ràng, dễ dàng. Nên chắc chắn phản ứng thế xảy ra dễ dàng hơn. À đúng. Có hai chất hữu cơ đơn chức mạch khởi cùng công thức phân tử là C2H4O2, HCOOCH3 và CH3COOH. Đúng hai hợp chất hữu cơ đơn chức mạch khởi. B chính xác. Trong phân tử, các amino acid đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Đúng hay sai ạ? Đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Sai hoàn toàn đúng không? Acid glutamic có hai nhóm COOH, một nhóm NH2. Lysine có hai nhóm NH2, đúng không? Và một nhóm COOH. Vậy C sai. Ý C, hợp chất H2N CH2COCH3 tác dụng được với dung dịch NaOH. Đúng, bởi vì anh này là chức este này. Và dung dịch HCl. Chính xác, D đúng. Thủy phân hoàn toàn, tinh bột và sen thì đều thu được glucose. Chính xác. Mỡ động vật và dầu thực vật thì đều chứa nhiều chất béo. Chính xác tiếp. Vậy số phát biểu đúng ta A, B, D, E, F. 5 phát biểu đúng. D ạ. 5 phát biểu đúng. Câu số 10.
Một câu lý thuyết cực căng, căng cực. Và thầy nghĩ rằng là với cái câu lý thuyết này thì rất rất nhiều bạn sẽ gặp khó ở phần này. Đây là những câu dễ mà lại còn hay sai nữa. Câu số 10 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, nhỏ 3 giọt dung dịch anilin vào ống nghiệm chứa 20 lít nước cất, lắc đều và sau đó để yên. Thế thì do anilin chúng ta ấy, là nó ít tan trong nước. Anilin ít tan trong nước, được không ạ? Thế thì vậy nó sẽ lắng xuống, chìm xuống và nó phân lớp ra. Ok chưa? Vậy ở bước 1 này là hầu như không tan, lắng xuống đáy ống nghiệm. À đúng nhá, à đúng nhá. Nhúng dây quỳ tím vào trong ống nghiệm, sau đó nhấc dây quỳ tím ra thì chúng ta biết thừa rồi. Anh anilin là không có làm quỳ tím chuyển thành máu xanh, đúng không? Nên không có chuyện là quỳ tím chuyển thành màu xanh do anilin có tính bao giờ. Anilin có tính bao giờ là đúng, nhưng nó không đủ mạnh để khiến quỳ tím chuyển thành màu xanh. Nó tính bao giờ yếu. B sai. Bước 3, nhỏ tiếp 1ml HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên. Thì khi có HCl đặc vào thì nó sẽ xảy ra phản ứng là anh anilin tác dụng với HCl để tạo thành C6H5NH3Cl. Và anh muối này nó tan nhá, đây là muối amoni mà nó tan. Và hiện tượng là kết thúc bước 3 thì dung dịch đồng nhất và thu được dung dịch trong suốt, chính xác. Bước 4, nhỏ tiếp 1ml dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm. Thì lúc này trong ống nghiệm chúng ta đang là C6H5NH3Cl, đúng không? Nhỏ tiếp NaOH đặc vào thì bạn mình sẽ thu được là C6H5NH2 cộng NaCl cộng H2O. Lúc này lại hình thành anilin. Và trong ống nghiệm này của chúng ta là nó chỉ chứa một muối là NaOH mà thôi, chứ nó không thể là chứa hai muối được, đúng không ạ? Vì vậy nên đáp án không thể là kết thúc. Dĩ nhiên là kết thúc bước 4 trong nghiệm có anilin tạo thành là đúng, nhưng kết thúc bước 4 trong nghiệm chứa hai muối là sai. Chỉ chứa một muối là NaCl mà thôi nhá. Sai ạ. Vậy trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là mình có A là 1, C là 2 và D là 3. Mình có 3 phát biểu đúng. Ok chưa? Các bạn nắm kỹ được chưa? Các bạn nắm chắc được chưa? 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án D. Rồi. Và xin phép các bạn là buổi live ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và các bạn sẽ nhận được file PDF kèm giải chi tiết bằng cách là khi mà chúng ta share xong rồi chúng ta tag 3 bạn ở trong buổi live này thì sẽ được thầy trực tiếp gửi tặng qua inbox. Và hẹn gặp lại các em vào buổi tối hôm thứ bảy với một buổi live về chữa đề thi giữa học kỳ cực hay và cực chất của thầy. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại.